Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một món là mướp hương xào chín nha các bạn. Hôm qua mình đi chợ mình thấy mướp rẻ quá, bán có 99 cent một phao à. Cho nên mình mua luôn 3 trái luôn. Chiều nay mình về mình xào chín nha. Mà cái này nhiều, 3 trái chắc nhiều quá. 3 trái này là nó bán là khoảng 5 phao nè các bạn, 5 đồng, khoảng 5 đồng á. Một trái này là 2 phao, 2 phao mấy á. Tính là hình như nó tính mình là 5, 6 đồng á các bạn, 6 đồng 3 trái mướp này nè. Bự dễ sợ luôn mướp à. Thì các bạn làm món này á thì các bạn cần làm 2 cái trứng ha. Rồi xong với một chén nước canh gà. Nước canh gà hôm qua mình nấu nè, mình chừa lại một chén nè để ra. Rồi với một chút đường. Cái này các bạn nêm chút xíu đường thôi, không cần nêm nhiều đường. Rồi với tiêu. Cái bột nêm các bạn. Còn máy thì các bạn, tại vì nước canh gà này hôm qua mình có nêm sẵn rồi, cho nên mình cũng không có cần bỏ nhiều. Một chén hành nè các bạn. Bây giờ mình cắt cái mướp ra ha các bạn, để bạn coi cái mướp coi nó ngon không. Mướp này non lắm nè bạn. Thích ăn mướp này lắm. Mướp này nó ăn nó mát lắm, mà nó mấy đứa mà nó bị có mụn á các bạn biết không? Các bạn lấy mướp này nè, các bạn thoa lên mặt đó, nó cũng hết mụn. Thấy nó bự vậy chứ. Bạn cắt ra thì còn có xào lên còn có chút xíu à. Mướp này hồi lúc trước mình mua là bình thường là nó bán 3 đồng rưỡi một phao các bạn. Bây giờ hôm nay sao thấy tự nhiên nó rẻ, nó bán có 99 cent phao à. Cho nên mình mua luôn 3 trái luôn. Sắc mướp rồi nè các bạn. Bây giờ mình sắc ra nó khoanh khoanh nè các bạn. Mình sắc khoanh khoanh nè. Cái mướp này các bạn sắc và bạn phải xào liền á. Để thôi hồi cái tự nhiên nó đắng. Nhiều khi mình mua về á, nhiều khi cái mướp nó đắng các bạn. Chắc cái nó tưới không đủ nước hay là nó bỏ diêm gì đó không biết mà nó bị đắng. Ra cũng được thao các bạn, 3 trái ra cũng được thao vậy nó, chứ nó ra chừng tô nhỏ và không có nhiều. Để mình đập trứng ra các bạn, đập trứng ra các bạn đánh ra ha. Rồi bạn xào xong rồi nó chín rồi đó, các bạn đổ trứng vô. Non đi ha. Bây giờ mình đập trứng ra ha. Đánh ra xong rồi các bạn đem để qua bên đây, cái con nó chín đó, các bạn đổ nó vô.
Giờ các bạn xào ha. Giờ mình bỏ hồi nào bỏ bỏ tỏi vô. Đổ vô cái đậu bỏ chút xíu rồi muỗng đường ít thôi các bạn, xíu đường thôi không có bỏ nhiều. Bột mì nha các bạn. Các bạn đậy đậy kín lại khoảng chừng mà nó vừa chín tới là được rồi, đừng có để nó chín quá không ngon. Đây chín rồi nè các bạn, bạn đổ trứng vô ha. Tiêu tiêu nè, dây xong này bạn bỏ hành vô thôi xong rồi. Món mướp hương xào trứng của mình đã xong rồi nè các bạn. Món này các bạn làm rất là lẹ mà dễ ăn nữa, mà lại mát nữa. Các bạn nhìn thấy có ngon. Bây giờ mình kết thúc video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn hãy like, subscribe và chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye.